Xanh ơi, chân cậu đã đỡ chưa? Hôm qua tớ nghe Galin nói là cậu đang bơi thì bị chuột rút hả? Chắc là đau lắm đúng không? Cảm ơn cậu, chân tớ khỏi rồi. Chắc hôm qua tại trước khi bơi tớ không khởi động kỹ nên mới bị vậy. Cậu biết không, chuột rút là hiện tượng khá thường gặp. Nguyên nhân là do sự co chặt cơ liên tục ngoài ý muốn đấy. Khi bị chuột rút cậu có cảm giác bị đau, thậm chí là rất đau và không có khả năng cử động cơ đó nữa đúng không? Chuột rút ở chân là thường xảy ra ở phía sau của bắp chân dưới. Và hiện tượng này xảy ra đa phần là khi chúng ta đang ngủ hay khi mới thức dậy đấy. À! Sao mà mặt cậu cứ đần ra thế? Thế cậu có biết nguyên nhân do đâu không? Tớ được biết nguyên nhân về chứng chuột rút ở chân thì chưa có kết luận chính xác. Có thể do rất nhiều nguyên nhân như do sự căng cơ quá mức, hoặc khi cậu ngồi lâu một chỗ không vận động, hay do sự sụt giảm kali trong cơ thể cũng có thể bị chuột rút đấy. Này này, sao hôm nay cậu giỏi thế, biết cả những việc này nữa. Hôm trước tớ cũng bị chuột rút, bác sĩ đã nói cho tớ biết những điều này đấy. Hôm nay tớ cũng muốn chia sẻ cho các bạn xem truyền hình. Hôm qua bác sĩ cũng nói cho tớ biết nguyên nhân gây ra hiện tượng chuột rút và cách phòng ngừa đấy. Này nhá, hiện tượng này thường gặp ở tất cả mọi người, nhưng hay gặp hơn ở người già hay những người đang mang thai. Khi cơ bắp của chúng ta phải làm việc nhiều, hay cũng có thể là do chúng ta sử dụng đồ uống có cồn, hay có loại thuốc như abuteroniacin, thuốc lợi tiểu, thuốc trị chứng tâm thần. Cậu cũng biết nhiều đấy chứ. Thế cậu có biết làm sao để khắc phục khi bị chuột rút không? Cậu hãy nói cho các bạn nhỏ cùng nghe về cách khắc phục đi mèo xanh. Thật ra nếu chúng ta bị chuột rút lúc đang vận động như chạy nhảy, đi bộ thì quá suy xẻo phải không nào? Thế các bạn đã có cách gì khắc phục hiện tượng này chưa? Bạn nên nhớ, đừng chỉ nhăn nhó rồi chờ cơn co cơ qua đi, mà hãy cố gắng duỗi thẳng chân, rồi từ từ hướng ngón chân về phía trước, xoa bóp nhẹ nhàng bắp chân, cơ sẽ duỗi ra. Các bạn cũng có thể đi bộ nhẹ nhàng bằng chân bị chuột rút. Nếu có thể, hãy chườm đá lạnh lên vùng bị chuột rút, hoặc tắm nước nóng cũng giúp cho cơ chân được thư giãn và đồn hồi tốt đấy các bạn ạ. Thế mèo xanh có biết bí quyết nào để tránh được chứng bệnh này không? Còn tớ hơi nhỏ nhá. Các bạn nên khởi động nhẹ nhàng trước khi tập thể dục hay chơi thể thao. Khi người bạn đang nóng dần lên, hãy co duỗi các cơ bắp một cách nhẹ nhàng. Đúng vậy, chân tay là phần cơ thể nhạy cảm nhất với chứng chuột rút này, nên bạn hãy chú ý massage chân tay đều đặn nhé. Đừng để cơ thể bạn mất nước bằng cách uống thật nhiều nước trước khi bắt đầu các hoạt động thể chất. Chúng ta phải làm nóng cơ bắp để giữ căng cơ sẽ rất tốt đấy. Các bạn cũng đừng quên phải duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, thích hợp với lối sống và mức hoạt động của các bạn. Khi đi ngủ bạn nên mặc áo quần ngủ thoải mái để giữ cử động nhá. Ngoài ra chúng ta nên bổ sung đủ lượng natri cần thiết, vì nếu thiếu hụt chất này có thể làm bạn dễ mắc chứng chuột rút. Ngoài ra bạn đừng đứng, ngồi hay nằm quá lâu ở một tư thế. Tình hình này, cậu có nghĩ là nếu chúng ta bị chuột rút khi đang bơi sẽ rất nguy hiểm không? Nếu không được giúp đỡ kịp thời, chúng ta có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nếu bạn nhỏ nào thường xuyên bị chuột rút trong khoảng thời gian dài thì bạn nên tới gặp bác sĩ để tìm cách điều trị. Có nhiều biện pháp để ứng phó với chứng chuột rút. Nếu hiệu quả và thường dùng nhất đó là cách điều trị có sử dụng vitamin B12 và gabapentin đấy. Các bạn đừng quên nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy chú ý lên màn hình và xem câu hỏi bạn Tinh Nghịch đưa ra là gì. Tại sao đứng trên cao nhìn xuống lại thấy chóng mặt? 1. Do ảnh hưởng của gió khiến ta thấy vậy. 2. Là do chúng ta sợ ở trên cao. 3. Là do chúng ta bị căng thẳng và áp lực của gió, không khí nên chúng ta thấy chóng mặt đấy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Nếu quý vị được cùng hai nhà thám hiểm vô cùng tài giỏi và thông minh ở trên du thuyền và ngắm nhìn trái đất từ trên cao, đó là một khoảng cách rất lớn đấy. Cái gì? Tinh Nghịch và cậu Béo được đi thám hiểm du thuyền à? Họ đã bước lên du thuyền. 5, 4, 3, 2. Mình cũng thông minh tài giỏi chứ, sao mình phải ngồi ở nhà chứ? Mình cũng có du thuyền và mình cũng đi khám phá những điều thú vị của cuộc sống bằng chính du thuyền của mình chứ. Mình chọn một bộ quần áo thật là đẹp. Đây rồi. Đi thôi. Yeah.
Tinh nghịch này, tại sao đứng trên cao nhìn xuống lại thấy chóng mặt nhở? Đối với cơ thể, đứng từ trên nóc nhà cao tầng nhìn xuống chính là một loại kích thích bất thường với cường độ mạnh. Nó gây ra phản ứng theo nhiều đường khác nhau. Người ta cảm thấy chóng mặt là do những phản ứng đó. Cảnh tượng từ trên cao khiến chúng ta phải căng thẳng. Sự căng thẳng này tạo ra hàng loạt phản xạ thần kinh, nhất là thần kinh giao cảm bỗng hưng phấn, làm cho tim đập nhanh, chân lông dựng lên, lỗ đồng tử giãn ra, chân tay đổ mồ hôi, thở gấp, nó làm co mạch máu, huyết áp tăng đột ngột. Hiện tượng này làm cho con người ta bị chóng mặt. À, hay quá. Thế cô đã hiểu chưa? Mình đã thấy chóng mặt rồi. Tớ cũng thấy vậy. Chú ý, phát hiện vật thể lạ đang tiến đến gần. Là mèo xanh ư? Im ngay, không được cười, giơ tay lên. Mèo xanh, cậu làm gì thế? Tinh nghịch, cậu định trốn à? Cậu không ra thì đừng trách tôi đấy. Tớ đây. Cậu làm gì thế? Cậu muốn gì? Các người giỏi lắm. Chúng ta là bạn, thế mà lại đi chơi một mình không bảo tớ. Như thế cũng gọi là bạn tốt à? Cậu vô tình đừng trách tôi. Chú ý, chuẩn bị lên cao. Rồi, chúng ta đang lên cao. Chúng ta đang lên cao đấy. Lên cao sẽ bị kích thích bởi áp lực không khí và tiếng gió, cùng với kích thích của thị giác khi nhìn xuống. Những nhân tố này sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc cân bằng trong tai. Điều này làm ta nhất thời mất đi cảm giác thăng bằng, gây chóng mặt, thậm chí còn có thể nôn mửa, giống như say tàu xe vậy. Chắc chắn, cậu hãy đi kiểm tra đi. Làm gì thế? Đi thì đi. Mệt quá. Tiểu não cũng phụ trách động tác cân bằng. Các kích thích khi tác động mạnh vào lớp vỏ đại não, bộ tư lệnh thần kinh cao cấp nhất của cơ thể người sẽ thông qua thị giác, thính giác để tác động vào tiểu não, gây ra hàng loạt hoạt động điện sinh học,
làm nhiễu các chức năng tiểu não trong thời gian ngắn, khiến chúng ta chóng mặt. Ngon quá. Thế nào, cậu béo? Lên đó có vẻ nguy hiểm lắm. À, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Bà đấy tớ lừa cậu đấy. Hay là để bọn tớ đi thay cho nhá. Đúng rồi. Hả? À, được lắm. Lại định lừa không cho ta đi chứ gì. Ta không tin. Ta sẽ tự lên đó. Hey. Hay quá. Được rồi. Yeah. Hay quá. Vậy tại sao lên tầng cao mới có hiện tượng này, còn trên núi cao lại không? Vấn đề rất đơn giản. Vì tầng cao là lên thẳng, tạo ra sự tương phản độ cao rõ rệt với cảnh vật xung quanh. Do đó, kích thích mạnh mẽ hơn. Lên núi, dù cho núi cao gấp nhiều lần tòa nhà, nhưng do độ cao của nó thoai thoải, tăng dần, khác biệt với xung quanh không rõ rệt, đứng ở ngọn núi này vẫn có thể thấy nhiều ngọn núi khác nhấp nhô, cho nên không tạo ra kích thích mạnh, ít ảnh hưởng đến thần kinh con người. Mát quá, ở đây dễ chịu quá. Mát thế nhờ. Khó chịu đấy nhở? Chóng mặt quá. Chóng mặt quá. Đối với những người ít khi lên tầng cao, trước khi đi lên cần chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng. Tốt nhất nên ngắm nhìn ở phong cảnh xa trước, làm cho thị giác, thính giác và tinh thần quen dần, rồi mới thu lại gần và nhìn thẳng xuống. Như vậy, ta sẽ không bị chóng mặt. Chóng mặt quá. Các em nhỏ thân mến, bộ phim đến đây là hết rồi. Trước hết, tôi muốn nhắc các bạn một điều là trước khi tập luyện hay chơi thể thao, các bạn hãy khởi động thật kỹ nhé. Để làm gì thì các bạn biết rồi phải không nào? Đó chính là tránh bị chuột rút đây. Tinh nghịch, cậu nói hơi nhiều rồi đấy. Tớ và cậu đã nhắc các bạn ấy kỹ lắm rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ là phần quan trọng nhất của chương trình. Bạn nhỏ nào đã có câu trả lời gì nhở? Có rồi thì hãy cùng tớ xem lại mình đã trả lời chính xác chưa nhá. Nào, đáp án chính xác là đáp án số 3. Các bạn thấy thế nào? Câu trả lời của bạn Tinh Nghịch có giúp các bạn phần nào không vậy? Bây giờ, chúng tớ phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Tạm biệt!